Tâm là mấu chốt của mọi cái thành quả hợp lý, độc đáo và có giá trị, có thiền lương. Hôm nay chủ yếu là chúng ta sẽ thảo luận về Sài Gòn Waterbus. Không đâu trên thế giới này gọi tổ quốc mình hai chữ đất và nước, gọi quốc gia của mình bằng chữ nước thôi. Hình thành, khai phóng, hồi niệm, đúng không? Rõ ràng chúng ta nói cái hướng rất nhiều. Chúng ta nói là phát huy cái di sản Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền. Nhưng chúng ta chỉ có hô khẩu hiệu không? Cái hướng ai cũng biết hết á, phải làm. Nhưng mà làm sao? Cái nguyên tắc của hệ thống giao thông là gì? Đa vị trí thì đa lộ trình. Chúng ta không có vị trí thì làm sao chúng ta có lộ trình? Giống như trước đây chúng ta yêu thương một đất nước nào đó qua cái mắt in. Thí dụ tại sao chúng ta yêu thương Nhật Bản? Bởi vì đồ Nhật Bản nó tốt quá. Cứ mắt in chào bằng, ok mua. Định nghĩa chữ bền vững, đó là bền vững trong đầu người dùng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Alan Nguyễn và đây là Business Insight, nơi chúng tôi chia sẻ những nội dung về kinh doanh và những kinh nghiệm thực chiến của các nhà khởi nghiệp, các chủ doanh nghiệp, các vị lãnh đạo và các vị chuyên gia, với hy vọng là những nội dung này sẽ mang lại giá trị cho bạn và hoạt động doanh nghiệp của bạn. Khách mời của ngày hôm nay là anh Nguyễn Kim Toản. Anh là CEO, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, là chủ đầu tư của dự án Sài Gòn Waterbus. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về như thế nào là một doanh nghiệp có tâm và làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được những doanh nghiệp mà tạo được giá trị cho cộng đồng, xử lý được bài toán kinh doanh nhưng cũng vẫn phải bảo toàn được những giá trị văn hóa của dân tộc. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề này với anh Toản. Xin chào anh. Xin chào anh Lành Nguyễn. Xin chào các bạn khán thính giả. Dạ, vâng. Thì hôm nay chủ yếu là chúng ta sẽ thảo luận về Sài Gòn Waterbus. Tại vì là đây là một dự án mà cũng đã hình thành một thời gian rồi, nhưng mà những câu chuyện về Sài Gòn Waterbus thì em nghĩ là không phải tất cả cộng đồng đều có những cái nhìn hiểu đúng từ người sáng lập ra dự án. Nên là trước hết thì em muốn hỏi anh là cái cơ duyên của anh đến với sông nước nó đến từ đâu, và tại sao mình lại chọn một cái mô hình kinh doanh mà có thể nói là cũng là khá là lạ, và lại nghĩ đến chuyện là khai thác con sông thay vì là những cái kênh khác. Cảm ơn em. Thì để ngày hôm nay anh em mình ngồi đây nói cái câu chuyện về Sài Gòn Waterbus, nói về cơ duyên để có cái câu chuyện này, để hình thành cái sản phẩm này phục vụ cho bà con, phục vụ cho du khách, thì đâu đó nó xa lắm. Nó không phải là sự khởi nghiệp, mà theo tôi á, không đâu trên thế giới này gọi tổ quốc mình hai chữ đất và nước, và đặc biệt tổ tiên mình á, gọi quốc gia của mình bằng chữ nước thôi. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Vì vậy đó, cái chữ nước trong tâm thức của người Việt mình nó to lớn lắm, cực kỳ to lớn. Ngoài ra chúng ta lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền. Chúng ta đang phát huy, đang thừa hưởng cái di sản và phải phát huy cái di sản này, phát huy một cách thực chất chứ không phải hô khẩu hiệu. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện tại sao tôi gắn bó với sông nước. Tôi lớn lên từ một quốc gia gọi tổ quốc mình là nước. Tôi ở một cái thành phố mà di sản của nó là 300 năm trên bến dưới thuyền. Và bản thân tôi sinh ra từ một cái làng chài ven biển, cách biển 50 mét. Tuổi thơ của tôi là những ngày nắng chang chang dầm mình trong sóng nước, là những buổi lên những cái triền
đồi, những cái lặn xuống những cái bãi gành để mà bắt cua, bắt cá. Thì đó là những cái tuổi thơ mà đối với tôi á, không có cái gì hơn cái giá trị đó. Nó cho tôi một cái cõi mà giống như Trịnh Công Sơn gọi là cõi đi về đó. Thì dù cho tôi ở cái làng chài đó rất ngắn, chỉ trong 10 năm của những năm tháng ấu thơ đầu đời, nhưng nó làm cho trong tôi luôn luôn có một cái thao thức, những cái đêm về, những cái ký ức về tiếng sóng, về ngọn gió. Khi còn trẻ, tôi làm cho ông tỷ phú người Mỹ. Thì ông ta có một cái đầu tư dự án về apartment ở Thảo Điền. Mà lúc đó bạn cũng biết là ở Thảo Điền quận 2 thì lúc đó rất là hoang sơ, không có trù phú, không thịnh vượng giống như bây giờ đâu. Từ năm 91 mà, 1991. Thì ông ta đầu tư ở đó. Và cái chương trình sẽ có 2 con thuyền chở khách miễn phí từ trung tâm quận nhất ở bến Bạch Đằng bây giờ đó lên Thảo Điền, và hoàn toàn miễn phí phục vụ cho cư dân sống ở cái dự án đó. Và chương trình đó thì tôi được một trong những người được tham gia làm cái chương trình 2 con tàu đó. Thì chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ông ta mới nói là bạn hãy thấy đi, 2 con thuyền này đó, 2 con tàu này, nó sẽ làm cho cái tên tuổi của cái khu Thảo Điền này nó phát triển. Qua cái cách kết nối đường sông, chưa ai làm, cả thành phố mình lúc đó không ai làm. Và chỉ có duy nhất cái dự án đó là đóng 2 con thuyền đưa khách từ bến Bạch Đằng về Thảo Điền miễn phí. Ngoài ra thì cũng đường bộ thì bình thường rồi, nhưng đường thủy là chưa ai làm. Và rõ ràng đó, thì vài năm sau, từ năm 1995 đến sau đó là Thảo Điền trù phú thịnh vượng giống như bây giờ. Thì làm gì làm thì chúng ta cũng phải cảm ơn những người đi trước, những người ta tiên phong, người ta mở cái lối mà cho chúng ta thấy đôi khi một cái lối mở cũng tạo ra sự thịnh vượng trù phú cho cả một vùng. Cái điều đó nó làm cho tôi thấy được cái thế mạnh của sông nước. Tôi yêu thương sông nước bởi vì tổ tiên tôi cũng yêu thương sông nước. Tôi gắn bó với sông nước bởi vì di sản của thành phố này thì là sông nước. Nhưng mà khai thác giá trị của nó để phục vụ hiện hữu, hiện tại và tương lai, đây là một vấn đề. Chúng ta tại sao đang quay lưng với nó? Đó là tôi nói cách đây 20-30 năm về trước, khi chúng ta vẫn còn quay lưng ra sông nước. Nhưng thời gian sau thì khi ông bị một cái rủi ro, ông qua đời, thì chúng tôi không còn làm ở đó nữa. Thì một thời gian sau tôi mở công ty. Thì tôi mở công ty bắt đầu là tôi gắn bó với sông nước. Tôi làm du lịch từ thành phố, từ trung tâm thành phố, đi Củ Chi, đi Đồng Nai, đi Vũng Tàu, đi Cần Giờ, đi Long An, đặc biệt là đi Mekong. Mekong Delta, dòng sông Mekong độc đáo lắm. Thì chúng tôi mở cái tuyến đi bằng thuyền từ Việt Nam qua Campuchia, qua Phnom Penh lên Siem Reap. Cái chương trình đó khách du lịch người ta rất là thú vị. Nhưng giá nó quá đắt đỏ. Cái ngành sông nước giá nó rất đắt đỏ. Thành ra cái người Việt mình dù cho rất hứng thú, dù cho rất là, thì bạn cũng thấy là cứ ai giàu có là người ta có cái chiều hướng mua sắm du thuyền, chiều hướng muốn mua cái nhà ở bên cạnh dòng sông, chiều hướng muốn chạm được sông nước.
Cái đó đâu đó là do là gì? Do chúng ta đã từng sinh ra từ cái bầu mẹ, từ bầu bụng mẹ, rồi chúng ta coi như là cái bộ não của chúng ta cũng là nước, hình thành nơi nước là nơi hình thành, khai phóng rồi hồi niệm, hình thành, khai phóng, hồi niệm, đúng không? Yếu tố nước nó độc đáo lắm. Dạ. Nếu mà ngồi nói về nước thì chúng ta có thể nói cả ngày. Có thể đi rất sâu vào triết học luôn ạ. Đúng. Thì tôi mới thấy tại sao mình không làm một cái gì đó mà mọi người dân, dù họ thu nhập không được nhiều, thu nhập khiêm tốn, họ vẫn thưởng ngoạn được cái chương trình này. Không nhất thiết cứ người phải giàu, phải có tiền thì mới được thưởng ngoạn, mới được tham dự vô cái chương trình này, mà mình làm sao nhắm tới đại đa số người dân. Cảm ơn anh. Một câu chuyện mà gọi là đúng là nắm được cái từ cái nguồn căn vì sao mà cái cơ duyên đến với sông nước nó lại đến với mình, và mà anh nói vậy thì em thấy hiển nhiên thôi. Và đúng là con người nào cũng được xây dựng bằng những cái trải nghiệm trong quá khứ của mình, thì cái trải nghiệm với sông nước của anh nó là quá dày, và nó là một cái nghiệp đó, và nó kéo mình, hướng mình về cái hướng đó, và nó làm cho mình gọi là thôi thúc, đúng không ạ? Và cái câu chuyện ở đây là đặc biệt là với dòng sông thì chúng ta thậm chí còn không nên dùng từ khởi nghiệp, mà là đây là chúng ta đang tiếp nối thôi, đúng không? Tiếp nối một cái giá trị mà ông cha ta đã để lại từ rất hàng ngàn năm rồi. Và bao nhiêu con đường, tuyến phố thì có thể thay đổi, nhưng mà dòng sông thì vẫn nguyên như vậy. Bây giờ để mà hiểu hơn một chút về du lịch đường thủy của quốc gia của mình, thì em muốn hỏi anh là trong một cái hệ sinh thái du lịch đường thủy thì nó có những cái thành tố như thế nào? Và những cái thành tố đó nó có tính quyết định như thế nào đến cái sự thành công và đến cái sự phát triển của cái hệ sinh thái du lịch đường thủy? Như anh có nói là như thế thì anh cũng đã có trải nghiệm qua rất nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch rồi. Anh đã có những tuyến mà đi từ sự gần cho tới xa. Đó, thì anh có thể vẽ cho một bức tranh để mà mọi người hiểu được là dưới sông nước thì cái sự vận hành nó diễn ra như thế nào, và nó cần những cái thành tố như thế nào để mà nó có thể thành công và nó có thể phát triển được. Vì em tin là ở Việt Nam và Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn còn rất rất nhiều cơ hội với những dòng sông mà chúng ta có hàng ngàn cây số là đường sông, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ chúng ta đang ở mức nào và cần những cái yếu tố gì để mà có thể phát triển hơn nữa? Tiếp cận vào câu chuyện sông nước đó, thì chúng ta đang tiếp cận vô cái yếu tố tự nhiên. Phải xác định như vậy. Các cái hạ tầng khác thì sức người nó nhiều. Phải chúng ta tự làm ra những cái con đường, những cái cây cầu. Nhưng riêng sông nước là hoàn toàn chúng ta sử dụng cái tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Và cái thành phố của chúng mình á, thành phố Hồ Chí Minh này đó, có cái độc đáo là thiên nhiên ban tặng cho một cái hệ thống sông nước trải dài và trải rộng. Chúng ta có một cái hệ thống sông kinh rạch từ trung tâm thành phố, có thể đi về các hướng bắc nam đông tây của thành phố bằng đường thủy. Từ thành phố này chúng ta có thể đi về tất cả các tỉnh thành đông tây nam bộ bằng đường thủy, không cần ra biển. Đó là một cái giá trị cực kỳ mà to lớn của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Đó. Vậy á, để làm cái công chuyện này, để mà sử dụng cái tài nguyên này, để mà kế thừa và phát huy cái di sản này, thì phải thấy cái chìa khóa nó ở đâu. Tại sao bao nhiêu năm nó vẫn không có bừng sáng được?
Cho tới trong thời gian gần đây thì chúng ta đã nhìn nhận ra được vấn đề. Vậy thì lý do gì? Lý do nó nằm ở chỗ là đâu đó ở vấn đề chính sách, đâu đó ở vấn đề quản lý. Nhưng trong thực tiễn, nếu không bằng cái sự thật, nếu không bằng cái sự hợp lý, nếu không lấy cái đẹp, cái hợp lý và cái sự thật để đi thuyết phục thì cũng khó nó thành hình. Chúng tôi cố gắng đưa ra một cái chương trình và thuyết phục cái chương trình này bằng cái sự hợp lý của nó, từ đó sẽ được chấp nhận. Và chúng tôi tin nó sẽ được chấp nhận. Và khi được chấp nhận thì nó bền vững. Bền vững là gì? Bền vững không phải là một cái sản phẩm bền vững, mà nó bền vững trong đầu người dùng. Cái gì gọi là bền vững? Bền vững là trong đầu người dùng, chứ không phải do cái sản phẩm đó nó bền vững. Người dùng nhớ càng lâu thì nó là bền vững đó. Và thế hệ này nhớ, tiếp nối thế hệ này sau nhớ, tiếp nối thế hệ sau nhớ nữa, đó mới gọi là bền vững. Chứ không phải là cái tàu thì nó cũng có tuổi thọ của nó. Bất cứ một cái sản phẩm nào nó cũng có cái tuổi thọ của nó. Vậy bền vững là gì? Bền vững là một cái khái niệm trong đầu người dùng. Vậy thì muốn được cái sự bền vững đó đó, thì chúng ta phải làm sao? Phải làm bằng sự thật, làm bằng sự hợp lý, làm bằng sự xinh đẹp, và đặc biệt làm bằng cái tâm. Vậy thì tôi thấy là cái chìa khóa của phát triển sông nước Sài Gòn nó nằm ở các cái vị trí. Chúng ta muốn đi về Bắc Nam Đông Tây của thành phố, nhưng lên từ Bắc, lên từ Nam, lên từ Tây, chúng ta cập vào đâu? Cái điểm nào là điểm mà anh cho là thử thách nhất trên cái hành trình mà để mà Sài Gòn Water Bus có được cái ngày hôm nay? Tôi xin thời giờ của bạn để xin chia sẻ một cái câu chuyện về mẹ của tôi. Dạ. Một người mẹ ở làng chài ven biển, và khi mẹ còn trẻ, cách đây 70 năm, thì mẹ tôi sinh kế bằng một cái nghề gọi là nghề làm nước mắm. Mẹ lập ra một cái nhà thùng. Mẹ và cha tôi cùng nhau để mà muối những con cá để tạo ra một cái sản phẩm là nước mắm thơm ngon, nổi tiếng trong vùng. Mẹ phải thức sớm, mẹ phải đi tìm những cái loại muối mà nó sạch. Mẹ phải để tâm vô đó để cuối cùng có được cái sản phẩm thơm ngon và tử tế và không có pha tạp. Từ đó đó, khi mà bà con sử dụng nhiều thì nước mắm của mẹ bắt đầu có tiếng. Mẹ bán nước mắm, ai không có nước mắm, ai không có tiền thì mẹ lại đổi bằng sản vật người ta thu được. Mẹ đổi gạo, đổi mì, đổi bánh tráng, đổi những cái sản vật mà các cái miền nông thôn người ta tạo ra được. Mẹ đổi bằng nước mắm. Rồi cái sản vật đổi được lại, mẹ lại mở ra một cái cửa hàng chặt bô để bán tiếp những cái sản vật. Riêng để cái chuỗi cung ứng của mẹ nó không bị gãy, thì mẹ cho những người ngư dân mượn tiền với một cái điều kiện: không có lãi, mượn tiền không có lãi, không có lấy lãi, với một điều kiện là mỗi buổi sáng khi ghe đánh cá vô thì mẻ cá đầu tiên phải ưu tiên cho mẹ tôi mua. Thì khi
khi mẹ làm như vậy, với một cái cách làm như vậy, thì tự nhiên đó, lúc nào cái sản phẩm của mẹ nó cũng tốt đẹp, cái công việc của mẹ luôn luôn nó thuận tiện, nó phát triển, nó nhẹ nhàng, nó trôi. À, đó. Thì bây giờ tôi kể câu chuyện đó để tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là cái hướng và cái cách. Em thấy rõ ràng chúng ta nói cái hướng rất nhiều. Chúng ta nói là phát huy cái di sản Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền. Nhưng chúng ta chỉ có hô khẩu hiệu không? Cái hướng ai cũng biết hết á, phải làm. Nhưng mà làm sao? Vậy thì cách làm sao? Vậy thì làm sao cho nó thực chất, làm sao cho nó khéo léo, làm sao cho nó tử tế, có tâm và chính trực. Và sản phẩm của mình đúng là sản phẩm của sự thật, của sự chân thành. Và dùng cái sự chân thành đó thuyết phục người khác. Vậy thì tôi thấy là cái chìa khóa của phát triển sông nước Sài Gòn nó nằm ở các cái vị trí. Vị trí bến, các cảng bến. Chúng ta muốn đi về Bắc Nam Đông Tây của thành phố, nhưng lên tới Bắc, lên tới Nam, lên tới Tây, chúng ta cập vô đâu? Tàu có chỗ nào đậu được? Tàu chỗ nào đưa khách lên? Chỗ nào đưa khách xuống tàu? Hoàn toàn chúng ta không có bến. Cái nguyên tắc của hệ thống giao thông là gì? Đa vị trí thì đa lộ trình. Chúng ta không có vị trí thì làm sao chúng ta có lộ trình? Vậy cái chìa khóa phải tạo ra những vị trí. Càng nhiều vị trí càng tốt. Bởi vì đa vị trí thì đa lộ trình. Mà khi nhiều lộ trình thì dĩ nhiên là sự phong phú phát triển. Dạ. Mà tại sao không làm được những vị trí bến này? Lý do nằm ở chính sách. Lý do chúng ta có những cái luật về quy hoạch. Mà từ đó đó, nó sẽ kéo cho cái đòi hỏi của nhu cầu phát triển. Mà quy hoạch từ đâu ra? Quy hoạch cũng từ con người. Mọi chính sách, mọi vấn đề đều từ con người. Vậy thì con người phải thấy ra được vấn đề này để điều chỉnh nó. Mà muốn ta thấy thì cần những người làm trước và dùng cái tính hợp lý để thuyết phục. Em rất muốn hiểu thêm về cái tính hợp lý đó. Cái tính hợp lý ở đây là nãy anh có nói cái chữ đó đầu tiên, là khi mình có thể đưa ra một câu chuyện hợp lý cho các vị làm chính sách, và cũng là để mà đưa ra một cái gọi là bức tranh hợp lý để mà mình có cái sự đồng thuận làm cái dự án này. Thì cái sự hợp lý này cụ thể nó là như thế nào? Nó ở những cái điểm gì? Và anh đã cụ thể với Sài Gòn Waterbus thì mình đã, cái sự hợp lý này nó trông như thế nào? Cái sự hợp lý nó là có sẵn ở đâu đó, chỉ là chúng ta chưa có lấy nó lên thôi. Cái sự hợp lý nó không phải là phải ráng quyết tâm thì nó mới ra hợp lý, mà nó cái một cái sự hợp lý trong cái quy trình phát triển của dạng dọc. Cái sự hợp lý nó luôn luôn nó nằm đó chờ đợi con người khai phá. Vậy thì cái dòng sông nó của từ thiên nhiên nó ban tặng cho mình. Chúng ta có tốn một đồng nào để mà dựng lên dòng sông đâu, để mà làm giống như mà chúng ta làm con đường đâu. Bản thân dòng sông thì nó bàn bạc bao dung, nó chuyên chở, và giá trị vận tải và du lịch của nó là quá to lớn và không ai phủ nhận. Vậy thì tính hợp lý tại sao chúng ta không khai thác nó? Cái tính hợp lý nữa là giống như trước đó, coi như chúng ta đã trao đổi về cái giá trị văn hóa, cái giá trị lịch sử, về cái tâm thức của người Việt, cái góc nhìn của sông nước của người Việt, cái góc nhìn của từng cá nhân về đứng trước sông nước. Thì rõ ràng cái tính hợp lý nó nằm ở đó. Khi khi
khi đưa cái câu chuyện này ra, rõ ràng sự phản biện rất là hiếm hoi, gần như không có. Bởi vì ai cũng đã thấy đây là điều hợp lý. Thế vậy nó vướng ở cái gì? Vậy thì ai cũng thấy nó là hợp lý, thì tại sao không làm? Bởi vì chưa thấy được cái chìa khóa. Vậy thì cái chìa khóa là gì? Chìa khóa là các vị trí để kết nối cái tài nguyên đó với tài nguyên khác. Đó là những cái hệ thống có sẵn ở trên bờ. Vậy thì những cái vị trí kết nối đó là chìa khóa. Chúng ta phải làm một cái gì đó để có cái cớ để tạo ra được những cái điểm kết nối đó. Đó là dự án Sài Gòn Waterbus. Là một cái cách để chúng tôi dùng một cái dự án để xin làm một cái chuỗi hạ tầng cảng bến. Khi có được cái chuỗi hạ tầng cảng bến của tất cả các hướng Bắc Nam Đông Tây của thành phố, thì không những cái chương trình Sài Gòn Waterbus mà nhiều cái chương trình giao thông và du lịch đường thủy khác sẽ dựa vô cái chuỗi hạ tầng cảng bến mà phát triển. Bởi vì một cái bến nó đâu chỉ tiếp một con tàu, nó sẽ tiếp cả ngàn loại phương thức giao thông đường thủy và du lịch đường thủy, đúng không? Vậy cái chìa khóa nó nằm đó. Và khi đã thấy mình thuyết phục được sự nhìn nhận cái chìa khóa, thì lúc đó mình sẽ thuyết phục cái thay đổi chính sách để cho nó phù hợp. Nói tóm lại, nó theo cái vận động bình thường thôi, chứ cũng không gì to lớn. Mọi cái gì ở trên đời này nó diễn ra mà muốn nó bền vững thì chúng ta cũng phải điều phải thuyết phục bằng tính hợp lý. Ngược lại thì nó sẽ chết sớm. Ngược lại thì nó sẽ bị phản bác. Và đâu đó nó còn mang cái nghiệp không tốt cho con cháu đời sau. Và cảm thấy là trong cái sự hợp lý này, là khi mà mình bỏ cái tâm vào trong đó thì nó sẽ cấu thành lên một phần của cái sự hợp lý. Tức là mình làm cái gì thì cái sản phẩm bản thân nó đã phải là phục vụ một cái mục đích. Tức là bây giờ ví dụ là với Sài Gòn Waterbus đi, thì mình cái dịch vụ, cái tiếp đãi, cái sản phẩm là cái con thuyền đi, thì mình phải làm nó ở một cái tiêu chuẩn như thế nào. Đấy là cái điều kiện cần, đúng không ạ? Như anh còn trước buổi nói chuyện anh còn nói tới là cái điều kiện cần, cũng giống như là câu chuyện của mẹ anh á, cái câu chuyện là bà bỏ tâm huyết vào để làm được ra một chai nước mắm ngon, thì nó là cái điều kiện cần vì là mình đang bán sản phẩm là nước mắm. Còn cái điều kiện mà để mà nó đủ á, là cái điều kiện là những cái cách thức, cái cách làm, đúng không ạ? Là như là cái câu chuyện là bà cho ngư dân vay không lấy lãi để mà tạo ra một cái mối quan hệ win-win, cả hai bên đều có lợi. Thì đó là cái cách làm mà em nghĩ là nó là một cách làm rất là muôn thuở. Tức là cái sự có tâm nó là cái nền tảng cốt lõi của mọi cái thành công bền vững. Mình có thể nói cảm giác là như vậy. Thì với dự án Sài Gòn Waterbus, em muốn hỏi là anh là người tiên phong, có thể nói như là như vậy, cho du lịch đường thủy của Sài Gòn nói chung, nhưng mà cái điểm nào là điểm mà anh cho là thử thách nhất trên cái hành trình mà để mà Sài Gòn Waterbus có được cái ngày hôm nay? Cảm ơn bạn đã nói về cái chữ tâm. Theo tôi, cái chữ tâm là cái chữ mà gìn giữ cho mỗi cá nhân. Chúng ta không thể nào hô hào cái doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp có tâm lắm, sản phẩm tôi là sản phẩm có tâm lắm. Và khi chúng ta, nếu mà giả sử làm cái chuyện đó, rõ ràng là tạo một cái cảm giác giả. Bởi chữ tâm nó chỉ dành riêng cho mỗi cá nhân. Và mỗi cá nhân đó phải dùng cái tâm để làm cái nương tựa cho bản thân mình. Tâm không dùng để quảng bá, nhưng tâm là mấu chốt
của mọi cái thành quả hợp lý, độc đáo và có giá trị, có thiện lương. Mặt định tính của chương trình giao thông đường thủy, nó là du lịch tính. Du lịch tính. Nhưng những sản phẩm nào đã hình thành trong đầu người dùng trước khi người ta tham dự vào chương trình thì cái yếu tố bền vững đó. Cá nhân tôi á, làm cái chương trình để mà thuyết phục anh em thì chúng tôi cũng thuyết phục bằng cái sự hợp lý, chứ không phải thuyết phục bằng anh ơi làm với tôi đi, tôi có tâm lắm. Không. Và với bà con hành khách hoặc là tất cả mọi khách hàng của tôi đều cũng vậy. À, mua sản phẩm của tôi đi, sản phẩm tôi có tâm lắm. Không, không thể. Vậy thì tất cả nó nằm đâu đó là cái vế kết quả của chữ tâm. Nó nằm ở sản phẩm hợp lý, sản phẩm độc đáo, sản phẩm lương thiện, sản phẩm an toàn. Để mà làm được cái chương trình Sài Gòn Waterbus, thực sự thì tôi là người sáng lập ra nó. Nhưng để hình thành nó, để phát triển nó cho tới được bây giờ đó, thì một mình tôi không làm được. Phải có nhiều anh em cùng chỉ hướng và làm được cái chương trình này. Vậy thì nhiệm vụ của tôi từ đầu là gì? Là nghĩ ra nó và đi thuyết phục anh em hiểu về nó, đồng cảm với nó, để mà cùng làm với tôi. Đúng không? Cái đó là thử thách lớn nhất. Thì tôi phải thuyết phục được anh em bằng tính hợp lý. Bởi một mình tôi không thể nào làm được. Tôi nghĩ ra nó, nhưng phải thuyết phục. Tôi thuyết phục chính quyền, tôi thuyết phục những vị quản lý nhà nước, và tôi thuyết phục những anh em cùng chí hướng. Nhưng trước khi tôi thuyết phục thì họ đâu cùng chí hướng. Rõ ràng đúng không? Và tôi phải thuyết phục để họ cùng chí hướng với tôi. Nhìn thấy những cái mà tôi đang nhìn thấy, tạm thời nhìn thấy, chứ nó chưa là thực tế mà. Và sau đó đó, chúng tôi cùng thảo luận cái cách làm sao để làm nó tốt đẹp nhất. Và nó không phải dừng lại và luôn luôn cập nhật, để cái sự tốt đẹp đó nó phải luôn luôn được cập nhật, luôn luôn được phát triển. Cụ thể là đó là cái quá trình lột ngói của sự phát triển của nhân loại. Nếu một ngày nào đó chúng ta dừng cập nhật, giống như bạn làm software, thì đó, bạn cập nhật hàng ngày. Những cái chương trình, bạn xài một cái điện thoại thôi, nó cũng cập nhật coi như phần mềm hàng ngày. Thì chúng tôi làm một cái sản phẩm cũng vậy. Thí dụ, như làm đường thủy, cái động cơ chạy bằng dầu, thì chúng ta đều nhìn nhận cái ô nhiễm môi trường của cái hệ thống mà động cơ đốt trong. Thì chúng tôi phải lúc nào cũng đau đáu theo cái động cơ điện để mà cập nhật. Rồi ngày hôm nay chúng ta có cái tàu này, ngày mai chúng ta phải có cái tàu khác nó độc đáo hơn. Thí dụ như ngoài cái chương trình Waterbus thì chúng tôi cũng mở ra cái Watergo, là một cái sản phẩm độc đáo để dành cho cái phục vụ cho cái phân khúc du lịch, và đang được bà con rất là đón nhận, du khách đón nhận. Cái điểm khác biệt của Watergo là gì ạ? Điểm khác biệt nó nằm trong cái cách, đó là cái cách trình bày, cái cách chọn lọc, cái cách trình bày, cái cách phục vụ, làm sao cho nó gần gũi với các chương trình du lịch nhất. Ừ, đó, vậy thôi. Còn cái cách của Waterbus là gì? Cái cách phục vụ để làm sao nó gần gũi với cái chương trình giao thông công cộng nhất, vậy thôi. Đó, thì cái hướng nó dễ nói lắm, nhưng trong cái cách, cái quan trọng làm sao là cái cách làm mà của người có tâm,
chắc chắn nó khác cái cách làm của người không có tóc. À, em tò mò là đối tượng khách hàng của Sài Gòn Watergo thì mình sẽ tập trung nhiều hơn vào khách du lịch đúng không ạ? Hay là cái đối tượng khách hàng của mình nó có khác như thế nào so với cả Sài Gòn Waterbus không? Tôi lại tiếp cận vấn đề như thế này nè. Cái giá trị của chúng tôi là giá trị lấp đầy, chứ không phải là giá trị mà thống kê là khách gì. Không, chúng tôi không có thống kê là khách này khách đi làm, đi học hay đi chơi. Mà giá trị chúng tôi thống kê là giá trị lấp đầy. Một chiếc máy bay, cái giá trị của chuyến đi là lấp đầy, chứ không phải là anh đi Mỹ để anh đi học hay anh đi chơi. Mà giá trị lấp đầy. Và cái giá trị lấp đầy càng cao thì rõ ràng nó có giá trị cao ở trong người dùng, giá trị người dùng cao. Đó. Thì khi mà bạn đi làm, đi học hay đi chơi, bạn đi với cái tâm thức nào thì chúng tôi phục vụ ở cái sứ mệnh đó. Nhưng do cái tính mặc định tính của giao thông thủy là du lịch thủy. Mặc định tính của giao thông thủy là du lịch thủy. Mặc định tính của chương trình giao thông đường thủy nó là du lịch tính. Du lịch tính. Ừ. Do tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là chúng ta có cả trăm ngàn con đường trên bờ, chúng ta chỉ có một dòng sông. Có phải duy nhất không? Khi cái gì mà nó duy nhất thì người ta đều hăm hở muốn đến một lần cho biết. Khi cái gì là duy nhất thì chúng ta khi chạm được vô nó, chúng ta thấy vui không? Quá vui. Cái thứ hai nữa, giá trị độc đáo. Ở trên sông nước thì tự nhiên chúng ta thấy được mây trời lồng lộng, đường chân trời thì xa, tầm nhìn khác hẳn. Ta sẽ nhìn về thành phố ở góc độ giữa dòng sông, nó rất là đẹp. Chưa tính tới đứng trước sông dài biển rộng thì chúng ta có cái gì? Có cái khát vọng sống, cái giá trị của tâm thức, cái giá trị của hồi niệm, giá trị của văn hóa, cây đa, bến nước, sân đình. Đúng không? Chưa tính tới là cái triết lý phương Đông nói về nước. Chưa tính tới là không đâu trên thế giới này gọi tổ quốc mình bằng hai chữ đất và nước như Việt Nam. Đó, do nhiều cái giá trị đó. Thành ra khi anh tham gia chương trình giao thông thủy thì cái du lịch, cái cảm xúc du lịch nó ngồn ngộn, nó đổ về trong anh. Khi anh bước xuống thuyền là anh cảm thấy anh đi du lịch rồi. Do cái yếu tố bản chất của giao thông thủy là du lịch, mặc định tính của nó là du lịch tính. Thành ra tự khắc cái chương trình của tôi là chương trình giao thông thủy, nhưng mà khách rồi cũng là gần như hầu hết là khách du lịch. Bởi vì khi cái bản chất, cái mặc định tính của nó là vậy, thì dù cho anh đang đi từ A tới B thì tự nhiên người ta cũng gọi anh là khách du lịch. Bởi vì cái từ A tới B là nó là mặc định tính của nó là du lịch, tập trung vào tỷ lệ lấp đầy. Do vậy chúng tôi nhìn đánh giá nó bằng tỷ lệ lấp đầy. Khi tỷ lệ lấp đầy cao chứng tỏ có giá trị người dùng cao. Dạ. Vậy em có một vài cái suy nghĩ từ cái chia sẻ của anh. Thứ nhất là vậy chúng ta lan tỏa cái dịch vụ của mình như thế nào để đạt được cái tỷ lệ lấp đầy đó. Tức là đây là đơn sơ là nói về cái cách marketing đó. Còn cái câu chuyện nữa tiếp theo là để mà tỷ lệ lấp đầy cao thì chúng ta có những cách nào để mà chúng ta lấy được ý kiến của người dùng của chúng ta hay không? Hay đó có phải là cái cách mà chúng ta đang dùng để chúng ta tăng hoặc là chúng ta gọi là phát triển cái tỷ lệ lấp đầy đó hay không?
mọi cái sản phẩm á, tất cả các sản phẩm nó đều có những cái yếu tố cốt lõi và những cái yếu tố mà hình thành, cấu thành. Thì trong cái sản phẩm của đường thủy á, mà đơn cử đây là sản phẩm Sài Gòn Waterbus, thì yếu tố cốt lõi của nó là cái sự xinh đẹp của dòng sông, là những cái mà chúng ta trao đổi từ nãy tới giờ. Nó tạo ra một cái nhìn nhận ban đầu mà khi hành khách chưa chạm tới, người ta đã nhìn nhận chúng ta phải đến đó, phải nhìn ngắm nó, phải chạm vào nó, phải thấy được cái di sản của thành phố này 300 năm nó là gì. Trên bến dưới thuyền thì nó như thế nào? Nghĩa là cái cốt lõi của nó là những cái đã hình thành trong đầu người dùng trước khi người ta tham dự vô chương trình. Cái điều đó nó hơi là mơ hồ, nhưng những sản phẩm nào mà đạt được cái đó thì cái yếu tố bền vững nó rất là lớn. Và cái may mắn là chúng tôi đạt được cái đó là do nhờ cái di sản 300 năm trên bến dưới thuyền của thành phố mình. Và cái cốt lõi thứ hai là tính hợp lý. Thì chúng tôi đưa ra một cái chương trình nó nhẹ nhàng về đơn giá, nó an toàn, nó tiện ích, và bằng một cái sự đầu tư có trách nhiệm. Nếu mà ngồi mà cân đông đo điếm chừng nào lấy lại vốn, điểm hòa vốn tới đâu, hình như đôi khi chúng tôi quên tính tới cái điều đó. Chúng tôi cứ quan niệm nó giống như một cái đoàn tàu. Một cái đoàn tàu nó sẽ có nhiều toa. Thì có những toa nó phải chịu cái trách nhiệm là không sinh ra lợi nhuận, nhưng mà nó là kéo cái đoàn tàu đi. Và đâu đó chỉ một vài toa trong cái đoàn tàu đó nó sẽ tìm kiếm một chút lợi nhuận để nó cân đối cho những cái toa khác. Nhưng nhiệm vụ của đoàn tàu là phải đi về đúng hướng. Cái hướng của chúng ta là gì? Là xu hướng tốt đẹp, là cái xu hướng của người dùng, xu hướng của thị trường. Và đặc biệt thị trường bây giờ là hướng tới cái gì? Là sạch và xanh, là tốt đẹp. Và xu hướng của đất nước, xu hướng của thành phố đang mở về cái gì? Là một cái thành phố đang phát triển sông nước, hướng về phía biển. Vậy thì đoàn tàu của chúng tôi phải đi về cái hướng đó. Nhưng chắc chắn luôn là không thể nào toa nào cũng xin lãi. Sẽ có những cái toa nó chịu trách nhiệm gánh vác cho những cái toa còn lại. Thì đó, thì bạn sẽ thấy là chúng tôi đang đầu tư kiểu đó. Và cố gắng cho cái đoàn tàu của chúng tôi nó cùng hành trình với sự phát triển của thành phố. Dạ. Cảm ơn anh. Có một cái điểm mà chúng ta kết thúc thì em muốn hỏi anh một câu là người đi trước á, thì anh đánh giá như thế nào, có những cái cơ hội như thế nào cho thế hệ sau và cho các doanh nghiệp của Việt Nam đối với những cái dịch vụ đường thủy của Sài Gòn nói riêng và của đất nước ta nói chung, vì đất nước ta là đấy, như chúng ta đã nói, có rất nhiều dòng sông ở bên dưới của chúng ta, còn sát sườn và với sông Mekong, ngoài Bắc thì gọi là sông Hồng. Tất cả đều, nó thậm chí nó mang một cái giá trị mà bây giờ phải nói là nó rất đồng nhất với cái giá trị đang phát triển của đất nước chúng ta. Tức là đất nước chúng ta đang muốn đi ra biển lớn, đúng không ạ? Đang là một cái đất nước mà đang phát triển và hướng tới trở thành một cái dân tộc, một cái nền kinh tế, một cái cường quốc. Thì như anh nói, đấy là cái hướng. Theo em, khi em nghe đến cái điều đó thì em nghĩ đến cái câu chuyện đó. Vậy với cái câu chuyện là khai thác được và cung cấp được những cái dịch vụ cho sông nước,
đồng thời lại là cái cơ hội để bảo tồn những cái giá trị văn hóa và di sản của sông nước nói riêng và của đất nước nói chung, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ tiếp theo? Thưa em thì tôi có cái suy nghĩ như vậy nè. Tổ tiên mình hình thành ra một cái dân tộc Việt Nam mà tới giờ này là 100 triệu dân, thì cũng bắt đầu đâu đó từ 10.000 năm trước, 6.000 năm trước gì đó, cũng là từ một cái bộ lạc. Hình thành cái bộ lạc đó cũng từ một cái cặp đôi nào đó. Vậy thì tôi muốn nói về yếu tố cá nhân. Từ cái cá nhân nó mới hình thành ra cộng đồng. Và từng cá nhân tốt thì mới có cái cộng đồng tốt. Thì chúng tôi quy hồi lại tất cả nó nằm ở yếu tố cá nhân. Mà đặc biệt khi tham gia cái chương trình dựng xây đất nước thì yếu tố cá nhân nó lại càng mạnh mẽ. Bởi vì từng cá nhân một ý thức được cái điều tốt đẹp cho đất nước thì đất nước đó sẽ tốt đẹp. Tôi quay trở lại câu chuyện của từng cá nhân thôi. Khi chúng ta tham dự vô một cái chương trình mà đặc biệt là cái chương trình mà tạo ra những cái doanh nghiệp đóng góp những cái sản phẩm cho đất nước để cho Make by Việt Nam được nhìn nhận. Giống như trước đây chúng ta yêu thương một đất nước nào đó qua cái Make in. Make in thí dụ tại sao chúng ta yêu thương Nhật Bản? Bởi vì đồ Nhật Bản nó tốt quá, xài nó tốt rồi, thứ tự nhiên thương nước Nhật Bản cực hồi nào bền. Hay cứ Make in chà bằng ok mua, nhưng Make in khác không mua, thương hiệu rồi. Và từ đó đó chúng ta yêu thương cái nước đó qua cái món đồ đó. Thì tổ quốc của mình cũng vậy, đất nước của mình cũng vậy. Muốn người ta yêu thương thì từng cái món đồ, từng cái sản phẩm làm ra nó tốt. Người ta yêu thương đất nước qua cái sản phẩm. Người ta nói cái người này nè, họ làm được cái sản phẩm tử tế vậy nè, tốt vậy nè, thì chắc chắn người đó là người tốt. Thì từ đó đó, họ yêu thương cái đất nước mình qua từng anh chị em, từng cá nhân tạo ra được những cái sản phẩm đó. Tôi tin mỗi cá nhân mà muốn làm được việc thì đừng nhân danh mình trẻ, mà phải hiểu tam thập nhi lập. Khi chúng ta đã đầy đủ kiến thức, đầy đủ tự cho mình nhiều cái dung bồi cho mình, nhiều cái kiến thức, nhiều cái tri thức, nhiều cái ấp ủ, nhiều cái khát vọng, thì chúng ta phải tự tin bước ra và thực hiện. Đừng có nhân danh mình trẻ. Hãy chịu trách nhiệm trên sự thành công và thất bại của chính mình. Hãy tôn trọng giá trị của 50 năm trước mình. Và phải luôn luôn cập nhật cái giá trị của 50 năm sau mình. Phải hiểu trong vòng 100 năm của cuộc đời mình, trước 50 năm và sau 50 năm, để làm sao có những cái sản phẩm nó hài hòa giữa cái cũ và cái mới, kết nối cái giá trị xưa nay. Đừng có nhân danh là tôi trẻ, tôi chỉ làm những cái chuyện trẻ, tôi không biết được quá khứ là gì, thì á, anh sẽ bị sản phẩm của anh nó không có cái chiều sâu của văn hóa. Nhưng anh cũng đừng nhân danh là tôi chỉ làm những cái chuyện xưa, còn lớp trẻ giờ nó không ra sao á, thì anh không có hướng tới được tương lai. Vậy á, tùy từng cá nhân, khi mình ấp ủ, mình có khát vọng, mình tìm kiếm, mình ra được một cái sản phẩm phục vụ cộng đồng, và đặc biệt là phục vụ được cho cả nhân loại, và để cho cả thiên hạ yêu thương đất nước mình qua cái sản phẩm của mình, thì chúng ta phải tự dung bồi cho mình những cái kiến thức của trước mình 50 năm và sau mình 50 năm. Và làm sao định nghĩa chữ bền vững. Đó là bền vững trong đầu người dùng. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Đấy là một điểm kết thúc tuyệt vời. Vâng, thưa các bạn, như anh Toàn đã chia sẻ thì để mà chúng ta có thể tạo được ra những sản phẩm là Made by Việt Nam, những sản phẩm mà có thể nói là làm cho người dùng nhìn thấy được cái tâm trong cái người làm sản phẩm đó, từ trong nước và ngoài nước,
Và đôi khi là những cái cách làm ấy, nó đã xuất hiện từ hàng chục, hàng trăm năm rồi. Những cái cách làm đúng, những cái cách làm mà nó xuất phát từ cái tâm, thì có lẽ là chúng ta có nên học từ ông cha chúng ta trước. Và cùng với đó là cũng không quên cập nhật những cái cách làm và những cái xu hướng mà tương lai đang hướng tới, để nó đạt được đủ cái yếu tố cần và đủ, và nó tạo được ra một cái doanh nghiệp có tâm và những cái sản phẩm có tâm cống hiến được cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay. Nếu thích nội dung này thì xin bấm vào nút like và subscribe của kênh YouTube Việt Success. Và nếu muốn nghe lại nội dung ngày hôm nay thì cũng có thể nghe trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google Podcast. Và cũng đừng quên bỏ email của mình vào đường link ở bên dưới video để nhận newsletter của chúng tôi vào mỗi thứ năm hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Thank you.